thì có hùng có vỡ là đầu tiên là mình xem những bộ phim từ chính mình mới thấy những cái sự thật cũng không biết là vì sao mà tôi cũng thử đau nhiều lần như vậy không bao giờ mà biết được cái trong đánh có những cái hạn chế chung là nếu mà bây giờ tôi biết được như vậy thì mình sẽ hạn chế sẽ về gia đình thì sẽ ăn chín uống sâu chứ còn như vậy